Người chồng tài hoa. Kim Nguyệt Quyên là người Đài Loan, quê ở Gia Nghĩa. Tháng 7 năm 1979, nàng dẫn con gái Tiểu Mẫn 3 tuổi qua thành phố Yokohama, Nhật Bản, rồi uống thuốc độc tự sát trong khách sạn. Khi cảnh sát đến hiện trường, phát hiện dấu vân tay viết chữ hận bằng máu, lại thấy hai mẹ con đều mở to mắt và máu lệ vẫn còn đang chảy, chứng tỏ họ chết rất đau khổ, không cam tâm. Ban cảnh sát hình sự Nhật Bản vốn giàu kinh nghiệm, thầm biết vụ tự sát này có nhiều uẩn khúc, nội tình không đơn giản. Cảnh sát Nhật Bản rất quan tâm đến vụ án này. Lần theo lý lịch hộ chiếu người chết, họ đến Đài Loan trú một ngày tại cơ quan hiệp trợ và nhanh chóng tìm ra cha mẹ nạn nhân. Phụ thân Nguyệt Quyên là ông Chim Phong Bình làm nghề nông, mẹ là Du Kiều Nguyệt, nội trợ. Quyên là người con thứ ba trong nhà, trên có anh và chị, dưới có hai em trai. Hồi nhỏ, Quyên học rất giỏi nên đã thi đậu vào Đại học Sư phạm Đài Bắc trứ danh. Người quanh đó đều ngưỡng mộ, ngợi khen. Nàng chính là niềm tự hào của gia đình họ Chim. Quyên học đại học đến năm thứ tư, nhân dịp tham gia hoạt động chuyên đội, nàng quen anh Uông Huyền Nhân, người đài đại, bề ngoài không có gì xuất chúng, nhưng có lắm tài. Tính anh khéo hài hước pha trò chọc người cười vui, nói năng lưu loát, lại khéo nhã ngọc phun châu, nhờ vậy mà lọt vào mắt xanh của Quyên. Qua nửa năm quen biết, tình cảm ngày một nồng hậu. Họ dự định tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn. Trong mắt các bạn, hai người là một cặp trời xanh, trai tài gái sắc, khiến cho người nhìn vào phải ước ao. Nhưng thế sự khó lường. Năm đó, anh Nhân vừa tốt nghiệp thì tham gia hoạt động leo núi. Trên đường trở về bất ngờ, anh bị tai nạn xe. Trong thời gian trị dưỡng, hàng ngày, hễ Quyên dạy học xong thì đến bệnh viện chăm sóc anh. Do vậy mà nàng quen biết bác sĩ thực tập Vu Luân Thuận. Thuận trông có vẻ là một người tài hoa mẫu mực, tính trầm lặng, ít nói. Lúc đó, Thuận đã âm thầm thương yêu Quyên. Sau khi Nhân tạ thế, Thuận nhiệt tình theo đuổi Quyên. Những khi không trực ở bệnh viện thì anh đến trường Quyên dạy, đón nàng về nhà, đích thân xuống bếp nấu ăn chiêu đãi. Mỗi lần Quyên về Gia Nghĩa thăm cha mẹ, Thuận đều ra tận ga xe lửa đưa đón nàng. Thuận kiên trì theo đuổi Quyên suốt một năm rưỡi. Cuối cùng, nàng cũng bị sự si tình của anh làm cảm động và chấp nhận bước vào lễ đường. Sau khi kết hôn, Quyên mới biết trước đây Thuận nộp đơn xin du học bên Nhật Bản đã được chấp nhận. Trường thông báo nội trong một tháng Thuận phải đến đăng ký. Vì mới kết hôn nên Thuận muốn từ bỏ cơ hội sang Nhật Bản để được ở bên vợ. Nhưng Quyên cho rằng được xuất ngoại du học là dịp may hiếm có, còn vấn đề học phí nàng sẽ nghĩ cách lo liệu. Thuận cảm thấy vợ nói có lý, bèn quyết định sang Nhật du học, lòng tràn đầy xúc động và cảm kích. Trước đêm chia biệt, Thuận đã ba lần bốn lượt hứa hẹn bảo đảm rằng một khi tốt nghiệp tiến sĩ xong, chàng sẽ quay về Đài Loan ngay, sẽ mở phòng mạch ở Đài Bắc, cùng vợ làm việc và sống hạnh phúc bên nhau. Lời của chàng làm Quyên cảm động không thôi. Nàng tự hào vì tình yêu của chồng dành cho, cảm thấy vui sướng vì mình đã lấy đúng người. Kể từ đó, mọi gánh nặng trút xuống đầu Quyên, nàng phải vất vả lo từ học phí cho đến phí sinh hoạt đắt đỏ cho chồng ở bên Nhật. Một năm sau đó, tiền Quyên dành dụm tích lũy đều được gửi cho chồng tiêu dùng. Ngoài việc dạy ở trường, nàng còn lãnh thêm dạy kèm ở nhà. Thỉnh thoảng, nàng về nhà cha mẹ xin tiền, nhưng vẫn vô phương, chỉ đủ phí cho chồng xài thôi. Lúc này con của Quyên đã một tuổi, gánh nặng càng tăng. Tiền nuôi đứa nhỏ, tiền nuôi chồng ăn học, tất cả dồn ép nàng bận rộn đến không kịp thở. Mùa đông năm đó, để giải quyết kinh tế túng bấn, Quyên bất đắc dĩ phải đến quán rượu làm việc, nhận công tác tiếp khách, bán cười không bán thân trong thời gian 3 năm.
Nhờ vậy mà nàng giải quyết được phí tiêu xài cho chồng ở Nhật Bản. Nhưng do phải trường kỳ uống rượu thức khuya, dạy học vất vả, nên Quyên mắc bệnh lao nghiêm trọng. Bác sĩ tuyên bố kể từ đây, nàng không thể sinh con được nữa. Điều này là đã kích cực lớn đối với nàng. Thế nhưng, Quyên luôn tự tin. Tất cả, mình đã hy sinh vì chồng, anh nhất định sẽ thông cảm, yêu nàng hơn. Lúc Thuận sắp lấy bằng tiến sĩ, anh có về Đài Loan tham dự lễ tang bà nội. Khi biết Quyên đến quán rượu làm việc bị bệnh phổi, thì Thuận chẳng những không tức giận, không truy cứu, ngược lại còn làm như không có chuyện gì. Thuận luôn bình thản và tỏ ra rất quý vợ, khiến cho Quyên càng thêm tin tưởng vào tình yêu của chồng. Nhưng Quyên không ngờ được rằng, trước khi về Đài Loan, Thuận đã lén lút kết hôn cùng với con gái của giáo sư Trường Bình và đã mở một y viện nhỏ tại ngoại thành Đông Kinh, tự mình làm viện trưởng. Chính giáo sư và con gái ông đã xuất tiền đầu tư cho Thuận, nên họ nghiễm nhiên là đồng sự. Nhưng không bao lâu thì tin này cũng truyền đến tai Quyên. Mới đầu nàng không tin, còn cho là bịa đặt, song thâm tâm vẫn bán tín bán nghi. Thế là nàng quyết định, đợi khi mình khỏe mạnh lại sẽ dẫn con gái tiểu mẫn qua Nhật một lần cho rõ thực hư. Thuận nhận được tin vợ, biết là sự tình đã đến hồi nghiêm trọng, để việc làm tồi tệ của mình không bị vạch trần khiến chàng phải xấu hổ, Thuận âm thầm dựng lên một âm mưu hiểm độc. Đầu tiên, chàng lấy lý do bận rộn, phái người đến phi trường đón hai mẹ con Quyên về khách sạn trước và hẹn tối đó sẽ đến gặp. Sau đó, chàng thuê người đóng giả phục vụ viên, bảo họ 15 phút trước khi chàng đến hãy lẻn vào phòng, dùng thủ đoạn thô bạo, toàn cưỡng hiếp Quyên. Ngay lúc đó chàng sẽ xuất hiện. Tên hài mướn kia làm y theo kế sách của Thuận. Trước mặt chàng, hắn nói dối mình là gian phu của Quyên. Còn Quyên thì quá thực thà, nàng giống như người câm không biết nói lời nào để minh oan cho mình. Thuận liền đanh thép buộc tội, dõng dạc đề xuất ly hôn với Quyên. Trong khách sạn, sau khi vở kịch thành công mỹ mãn, Thuận lập tức trở mặt phủ nhận nghĩa tình phu thê, phụ luôn 4 năm Quyên gian khổ làm lụng chu cấp tiền cho chàng ăn học. Tất cả ân tình sâu nặng, tất cả hy sinh của Quyên giây phút này đều hóa thành vô nghĩa. Quyên nhận ra hôn nhân giữa hai người đã vô phương cứu vãn, nàng nghẹn ngào bi phẫn, ký tên vào đơn ly hôn. Trước lúc ly hôn tại Đông Kinh, vì muốn cho Tiểu Mẫn gặp lại cha một lần, thông qua hồ sơ và tư liệu nơi trường học, Quyên tìm đến y viện và nàng phát hiện ra sự thật phũ phàng. Thuận đã sớm kết hôn vui duyên mới và vụ án cường bạo ở khách sạn này là bẫy rập của chàng làm ra để hại nàng. Nàng cảm thấy như đất trời sụp đổ dưới chân mình. Trong cơn phẫn nộ tột độ, nàng xông thẳng vào nhà viện trưởng Thuận để hỏi cho minh bạch. Nhưng đến đó, nàng chỉ chuốc thêm nhục nhã chất chồng. Thuận đổ hết mọi điều xấu lên nàng, còn cứ bảo vệ tống cổ nàng ra. Quyên thân đơn thế cô, chẳng có được cơ hội nào để đối chất. Giờ thương tâm bị đả kích nặng, nàng dẫn con qua thành phố Yokohama thăm bà chị là hoa kiều đang ngủ ở Nhật. Xong thì quay về khách sạn và uống thuốc độc tự sát cùng Tiểu Mẫn. Mặc dù cảnh sát Nhật Bản đã điều tra ra vụ án, nhưng mẹ con Quyên đã chết, họ không bằng không chứng, chẳng thể làm gì được Thuận. Phần Thuận, khi hay tin mẹ con Quyên tự tử, chàng như trút được gánh nặng, thầm nghĩ kể từ đây đã có thể tha hồ kê cao gối mà ngủ, tha hồ thoải mái, không còn phiền lo. Thế là chàng tiếp tục lợi dụng quan hệ và uy tín của nhạc phụ truy cầu danh lợi tại Nhật Bản. Sau đó, Thuận được mời đến trường diễn giảng, đề tài là bí quyết sống hạnh phúc giữa vợ chồng. Thuận đang cao hứng nói thao thao, mới giảng được nửa buổi thì cái micro vô duyên vô cớ đột nhiên bốc khói rồi nổ tung. Tại giảng đường, Thuận không chút đề phòng nên bị vỡ đầu chảy máu, mù hai mắt. Do đầu bị trọng thương
nên chàng biến thành ngu si ngớ ngẩn, hiện vẫn còn đang trị liệu và điều dưỡng tại bệnh viện Nhật Bản. Cái micro ấy vì sao có thể phát nổ? Nạn nhân vì sao lại là Thuận? Người chồng bạc tình phụ nghĩa vẫn tâm cư xử ác độc, ruồng bỏ người vợ, vừa là người ân của mình. Và đề giảng vì sao lại liên quan đến tình phu thê? Rốt cuộc thì đây là trùng hợp, là thiên ý trừng phạt hay báo ứng? Mọi người bàn tán xôn xao. Theo người viết thì Thuận trốn được quốc pháp, nhân luật, nhưng không trốn được luật nhân quả báo ứng. Thông qua câu chuyện có thật này, xin khuyên những cặp vợ chồng trong thế gian chớ nên biến quan hệ vợ chồng thành việc mưu cầu lợi riêng. Hôn nhân như thế sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tiến sĩ kim bác sĩ Thuận vì công danh lợi lộc trước mắt mà bước vào nẻo sai, cuối cùng đánh mất cả lương tâm, cho nên phải trả giá bằng hậu quả thê thảm như mọi người đã thấy. Đây gọi là ác nhân gặp ác báo. Pháp quan kỳ án. Một buổi sáng tháng 7 năm 1978, tại một cao nguyên huyện Đài Bắc, hai vợ chồng Thái A Vượng và người bạn thân Lâm Thuận Sa cùng quẩy gánh lên núi hái trái vải. Khi đi ngang qua một hang động bỏ hoang lâu năm, thì bỗng thấy từ trong chạy ra ba con chó. Miệng của chúng ngậm nội tạng của người đang nhỏ máu ròng ròng. Anh Sa hiếu kỳ, rón rén bước vào động xem sự thể như thế nào. Nhưng cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến cho anh kinh hoàng đứng chết sững. Một tiên sinh hơn 60 tuổi đang nằm trên vũng máu, ngực, bụng bị xé rách, nội tạng thì bị ba con chó hồi nãy ngoạm chạy ra ngoài. Càng khủng hơn nữa là ngồi bên xác chết là một cô gái điên đầu tóc bù xù đang cầm khúc ruột của nạn nhân quấn quanh cổ chơi đùa. Anh Sa sợ đến lông tóc dựng đứng, vừa quay đầu chạy ra khỏi động, lập tức cùng với vợ chồng anh Vượng đi báo án. Cảnh sát được tin vội đến hiện trường, nhìn thấy nạn nhân ngoài việc bụng và ngực bị môi khoét trống rỗng thì các chỗ khác không bị thương chi. Điều khó hiểu là cô gái điên bên cạnh vì sao không bị tổn hại gì? Tại sao mấy con chó chỉ cắn lão già mà không cắn cô? Bao nhiêu nghi vấn nổi lên. Tính chất vụ án kỳ bí này như thách thức khả năng chuyên môn của những người trong ban phá án. Nhờ sự hợp tác giúp đỡ của dân chúng, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra tên người chết là Liêu Ký Đức, còn cô gái điên tên là Liêu Tú Tú là con gái ông, hiện bị tâm thần nặng. Họ ngụ tại trấn Thọ Lâm gần đây. Căn cứ theo hồ sơ thì năm 1949, ông Đức theo chính phủ quốc dân tới Đài Loan làm thẩm phán 28 năm. Ông có kiến thức luật phong phú nhưng tâm bất chánh, tính tham tài háo sắc cực độ, là vị quan tham nhũng tiêu biểu. Từ một năm trước ông đã nghỉ làm về hưu, ẩn cư tại trấn Thọ Lâm. Xin kể sơ vài việc của ông như vậy. Vào năm 1953, một vị quan thuộc ngành hải quan Đài Bắc tên là Ngô Đồng Đoan do tham ô mà bị tòa sơ thẩm tuyên án 10 năm tù. Trong lần tái xử án thì do thẩm phán cũ đã chuyển đi, ông Đức được bổ đến nhậm chức xử lý tại pháp đình. Thấy tình nhân của ông Đoan là Phấn Châu cũng đã dự tính, do nàng rất xinh đẹp mỹ lệ nên thẩm phán Đức cứ nhìn chòng chọc không rời. Sau đó còn cố ý ra oai quát nạt ông Đoan, hăm rằng án tù 10 năm là quá nhẹ, nếu tìm ra tội chứng mới ông sẽ phán ít nhất là 15 năm. Ông Đoan nghe vậy quá sợ, chắp tay van cầu phán quan bao dung giảm án cho. Nhưng ông Đức không chấp nhận. Mấy ngày sau, ông Đức chủ động gọi điện hẹn gặp riêng luật sư biện hộ cho ông Đoan và nói úp úp mở mở rằng án của ông Đoan có thể nặng mà có thể nhẹ. Nếu như người đẹp Phấn Châu chịu ra mặt cầu xin thì may ra sẽ chuyển đổi được. Nghe thế, luật sư đã biết tổng bụng dạ của ông Đức, bèn hứa sẽ thuyết phục ông Đoan đồng ý cho Phấn Châu đến hầu hạ ông Đức một tuần. Nhưng xong việc,
ông Đức vẫn không hài lòng, còn bắt người nhà ông Đoan phải nộp một khoản tiền kết xù. Cuối cùng, khi tài sắc đã vơ vét ưng ý rồi, ông Đức mới tuyên bố giữa tòa là tội chứng không đủ và tuyên phán ông Đoan bị 6 tháng tù, nhưng cho phép nộp tiền phạt thay cho ngồi tù. Thực tế là xem như vô tội, ông Đức đã tự tiện phóng thích phạm nhân, một tay che cả bầu trời. Ông Đức một mình đến Đài Loan làm thẩm phán chỉ mới mấy năm, nhờ tham ô mà giàu to. Qua bạn bè giới thiệu, ông cưới Thúy Đào, một cô con gái nhà nông nhỏ hơn ông 13 tuổi. Cô gái này vừa hiền vừa kiều diễm, năm sau thì sanh hạ bé Tú Tú. Đáng tiếc là lúc Tú Tú 2 tuổi, Thúy Đào bị ung thư ngực qua đời. Ông Đức do bận rộn công vụ nên đối với con thiếu sự chăm nom. Vì Tú Tú trong một lần cảm mạo phát sốt quá cao, do không kịp đi bệnh viện mà biến thành ngớ ngẩn trầm trọng. Đối với cái chết của vợ và con bị ngây ngô là hai đả kích rất nặng. Nhưng ông Đức chẳng mảy may hiểu biết để thức tỉnh rằng đây là quả báo do mình thiếu đức. Ngược lại, ông càng ra sức lợi dụng chức quyền để tranh danh đoạt lợi, vơ vét cho đầy túi riêng, còn lớn tiếng khoe khoang rằng với chức quyền và danh vị cũng như tài trí và mưu lược của ông thì sẽ có vô số mỹ nữ tìm đến nộp mạng và vàng bạc sẽ tự động đổ vào túi ông. Vì thế trong suốt 28 năm cầm quyền, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông toàn làm những điều thương luân hại lý, giở đủ thủ đoạn hạch sách, bắt chẹt và tạo ra vô số án oan, án mạng. Có nhiều người vì ông ăn đút lót tuyên án oan, uất ức sinh bệnh chết trong tù, vợ bất bình tự sát, biết bao gia đình nhà tan cửa nát vì ông có quyền cao chức trọng mà không có lương tâm. Trong thời gian làm thẩm phán, ông đã hại chết biết bao nhiêu sinh mạng, hủy hoại nhiều gia đình, tội ác dẫy đầy. Năm 1977, cuối cùng thì ông Đức cũng thoái hưu và cùng với một quả phụ ẩn cư tại cao nguyên thuộc trấn Thọ Lâm. Một sáng nọ, ông dẫn con gái đi dự lễ ngang qua cửa động thì Tú Tú đòi vào nghỉ một chút. Ông chiều ý con, và khi ông bước vào động thì đột nhiên có 3 con chó xông đến, khí thế dữ dằn nhắm thẳng vào ông, nhe răng bén, giương móng vuốt hung ác cào ngực, xé bụng ông. Chưa đầy mấy phút, chúng đã lôi hết ngũ tạng lục phủ của ông ra, và ông Đức lìa đời trong thống khổ tột độ. 3 con chó đao phủ thực hành án tử cho ông Đức rất mau. Khi hoàn thành sứ mệnh rồi thì chúng chạy đi như làng chớp, biến mất tâm, không để lại dấu vết. Chỉ còn Tú Tú ngồi bên cạnh, mặt mày cực kỳ vui vẻ, thản nhiên cầm rùa của cha quấn quanh cổ chơi, bộ dạng rất đắc ý, như thể vừa làm được việc gì tốt lắm vậy. Chức vị thẩm phán là chấp pháp công minh, là thi hành quốc luật, không thiên vị riêng tư. Nhưng ông Đức bị sắc tài làm cho mê bụi, toàn lạm dụng chức quyền để thu lợi cho mình, phụ lòng quốc gia và nhân dân ký thác. Báo ứng hiện tiền của ông là bài học cảnh cáo thế dân, cho dù có tránh được pháp luật trừng trị thì cũng chẳng thể nào tránh được báo ứng nhân quả. Nên nói, thiên lý chí công, trốn một lúc nhưng không trốn được cả đời. Những kẻ buôn người. Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng, trăm nghề hưng thịnh, thôn Tả Hậu, tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh, chuyên sống bằng nghề trồng bán dược liệu, cho nên có người gọi vùng này là làng thuốc, nổi danh toàn quốc. Các tiệm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây mua dược liệu. Có cô gái tên là Hán Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc. Hán Hà tuy mới 17 tuổi nhưng tính tình thẳng thắn. Thấy các lái buôn đến buôn mua thuốc thường hay lường gạt, ép giá, nên cô tự đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết vì quyền lợi chung. Cô đại diện toàn thôn cùng thương nghị với lái buôn đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp cho nông dân kiếm được nhiều tiền, nên dân làng đều tán thán ủng hộ cô.
Đỗ Nghiêu là một đại thương gia đến từ Thượng Hải, phát hiện tài năng của Hán Hà, thầm nghĩ nếu như cô được huấn luyện, trong tương lai nhất định có thể kiếm được nhiều tiền cho ông. Đỗ Nghiêu bèn hứa sẽ cho Hán Hà làm chức lớn và trả lương cao, mời cô lên Thượng Hải. Hán Hà vì gánh nặng phải lo cho song thân tuổi cao và người anh tàn phế đôi chân nên chịu nhận lời của Đỗ Nghiêu. Đài Loan rất thiếu trung dược nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục thu mua thuốc với giá rẻ. Có Trần Đồng Tân mở tiệm thuốc ở Đài Loan từ năm 1988, mỗi năm đều qua Thượng Hải mua dược liệu, do vậy mà quen với Đỗ Nghiêu và Hán Hà. Đồng Tân có một người em trai tên là Hữu Tân, mở công ty môi giới hôn nhân, chuyên giới thiệu các cô gái từ Đại Lục và Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan. Hữu Tân lợi dụng mối giao tế của anh mình, thường dẫn các ông chưa vợ qua Đại Lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hữu Tân lại có hai người khách, La Bang và Vương Đồng Nghĩa. Họ tuổi ngoài 30, trông có vẻ là kẻ tài ba bổ mực. Cả hai nói chuyện rất hào sảng, thu hút. Họ ngỏ ý muốn tìm vợ ở Đại Lục và hứa sẽ trả phí cao. Hữu Tân luôn miệng nói sẽ tận lực đáp ứng. 3 tháng sau, Hữu Tân dẫn Bang và Nghĩa đến Thượng Hải, ngụ tại biệt thự của Đỗ Nghiêu. Tối hôm đó, Đỗ Nghiêu đãi tiệc cho 3 vị khách, Hán Hà và nữ nhân viên phục vụ Vương Hiểu Hoang cũng có mặt ở đó. Trong buổi tiệc, La Bang nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử, có 3 công ty chi nhánh và hơn 200 nhân viên. Do hàng ngày bận rộn làm việc nên bị vợ ruồng bỏ. Bây giờ y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp cho y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó, Thiện Nghĩa giới thiệu mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp 3 vùng Bắc Trung Nam Đài Loan để xử lý công trình, vì không có thời gian bầu bạn với bà xã nên bị ly hôn. Hiện muốn tìm một phụ nữ hiền lành, biết cảm thông làm vợ. Bàng và Nghĩa giới thiệu rơm rã về mình, cộng thêm Hồ Hân góp lời ca ngợi, khiến Đỗ Nghiêu nghe qua không ngớt gật đầu tán thưởng. Hán Hà là thiếu nữ chưa chồng, nghe họ nói liền dệt mộng. Hai vị đại gia có sự nghiệp lớn, tài mạo song toàn này mới đúng là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước. Hán Hà thầm nghĩ, gia cảnh mình nghèo, không học vấn, nếu như một trong hai người này không chê bỏ thì nàng ưng ngay, nàng sẽ đổi đời, vừa cải thiện sinh hoạt túng bấn của gia đình, mà bản thân cũng thành là phu nhân tổng giám đốc, được bao người kính mộ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong ánh nhìn Hán Hà đầy vẻ khát khao về ước muốn đổi đời, hai gã Bang và Nghĩa nhìn thấu hết. Khổ Tân còn phụ nói vào thêm, cộng thêm sự tán thưởng của Đỗ Diêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong, Hán Hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Bang thì cưới Hiểu Hoang. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi, thì Bang và Nghĩa lòng khắp khởi mừng thầm, vì họ vượt quăng lưới đã bắt ngay được mẻ cá. Nhờ Hữu Tân nhiệt tình giúp đỡ, hai tân đương được đưa về Đài Loan. Vừa xuống phi trường thì Hán Hà và Hiểu Hoang lập tức bị tập đoàn lưu manh người rắn chở đến khách sạn Đào Viên giam lỏng và bị tịch thu hết hộ chiếu. Lúc này Hán Hà và Hiểu Hoang mới tỉnh mộng, biết là mình đã rơi vào tổ quỷ. Hôm sau, Bang và Nghĩa cùng thủ lĩnh người rắn là Thái Côn Lâm đến uy hiếp Hán Hà, Hiểu Hoang. Họ nói nếu như hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo cảnh sát thì không những tính mạng bị nguy mà người thân bên Đại Lục cũng sẽ bị hại. Để chứng minh họ không nói dối, tên Lâm đầu đảng còn chìa ra hình cha mẹ hai người và mô tả cảnh nhà hai cô rõ mồn một. Hán Hà tự biết khó thoát tay quỷ, đành nén chịu chờ thời cơ thoát thân. Còn Hiểu Hoang thì khó mà tiếp nhận được sự thật tàn khốc này nên la hét khóc than, làm ầm náo đến chết đi sống lại. Tên Lâm thâm độc, bèn nhốt Hiểu Hoang, cho thủ hạ cưỡng hiếp và đánh đập nàng. Hiểu Hoang thân tâm đều bị giày vò tàn khốc,
đành khuất phục tiếp khách, cho đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về đại lục. Nhưng lúc đó Hiểu Hoang đã nhiễm bệnh dẫn đến di chứng vô sinh, hiện còn đang trị liệu. Phần Hán Hà, tên Lâm không những bắt nàng liên tục tiếp khách mà còn dụ nàng hút ma túy và đánh bạc. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cô gái trẻ trung xinh đẹp Hán Hà đã biến thành da vàng, gầy ốm. Cuối cùng thì suy sụp hay ngất. Qua kiểm tra, bị mắc bệnh ung bú. Một khi tên Lâm thấy Hán Hà không còn giá trị lợi dụng nữa, thì hắn chẳng đeo phiền não vào làm gì, bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa Hán Hà trả về cố hương của nàng. Đến đây, sống chết không rõ. Ngạn ngữ Tây Phương nói: người trường kỳ làm ác, trong tâm nhất định không an. Ba tên Lâm, Bang và Nghĩa chuyên môn dụ dỗ gạt lường, ép các cô gái đại lục và Đông Nam Á đến Đài Loan bán dâm. Bọn hắn đã thu lợi rất nhiều, trải qua tháng ngày phú lạc, nhưng chúng vẫn luôn bị bất an, vì đêm đêm nằm ngủ thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng. Kẻ bị hại đầu bù tóc rối, hình dạng như quỷ dữ, cưng nghiến răng nguyền rủa chúng. Mới đầu thì lâu lâu mới thấy một vài lần, sau đó thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, ba tên côn đồ này suốt trong một tháng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy một cô gái mắc bệnh cùi, mặt mày hung ác, cười rất ghê rợn. Tiếng cười càng lúc càng khiến cho ba gã sợ hãi kinh hoàng, toàn thân xuất hạng mồ hôi. Hôm sau, thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau. Vì vậy, họ cùng đi tìm bà Đồng nổi danh để giúp họ trục tà. Bà Đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch, quay về sẽ không có việc gì. Ba người cho là có lý, nên 4 ngày sau thì bay sang Thái Lan du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy. Nào ngờ, đêm đầu tiên trên đất nước Thái Lan, họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện, còn quấy nhiễu dữ dằn hơn ở Đài Loan, khiến tinh thần bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng. Một tuần sau, La Bang tự nhiên phát điên, y được đưa về Đài Loan, hiện nay đang điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần ở Chương Hóa. Còn Lâm và Nghĩa sau đó càng thê thảm hơn. Lúc ở tại Thái Lan, họ không tiếp xúc bất kỳ ai, nhưng khi về Đài Loan rồi thì cả hai đều cảm thấy không khỏe, thân họ càng ngày gầy ốm. Bệnh viện Đài Loan khám không tìm ra nguyên nhân, họ phải bay sang Mỹ khám bệnh và phát hiện mình mắc bệnh S. Nửa năm sau, họ bị bệnh dày vò, thân thể lở loét, đau đớn tột cùng, rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tích đức, tâm luôn sung mãn hỷ duyệt. Người làm ác, lương tâm ngày đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, sống không được an, thống khổ vạn phần hơn là chết. Nhìn xem gương những người mua lợi, gạt ép các cô gái bán dâm như thế này, kết cuộc đều sẽ giống như ba người, Lâm, Bang, Nghĩa. Khi sống, tâm luôn bất an, lúc chết, rất thống khổ. Quán ngon cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là Quán Ngon Cao Cấp. Làm ăn rất phát đạt, khách ra vào tấp nập, cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ mình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục vịt, mặt Tây Âu, mặt mày hớn hở ngồi nơi quầy thu ngân sau máy đếm tiền. Tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa. Vì vậy mà tiệm buôn
càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm, khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất, lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò, phải xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng. Nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya. Quán phải mướn thêm người phụ lâm thời, mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ, cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rôm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng, ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt. Miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt mà còn to hơn vạn bội. Mọi người đều xúm lại, vây quanh nhìn và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập hét thật lớn, nói: "Ôi trời đất ơi, lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó. Sợ quá, tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu." Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm, giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy, cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích. Không biết họ dời đi cư trú ở đâu. Đi câu bị cảm động. Tại huyện Liêu Trung, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc, Trung Quốc, một buổi sáng đầu thu năm 1997, gió hay hay thổi. Dòng Liêu Hà yên tĩnh, nước trong biên biết, bên bờ cây cỏ tốt tươi, cành lá đông đưa khi làn gió nhẹ thổi qua. Cảnh vật ấm áp hiền hòa dưới ánh nắng ban mai tỏa chiều. Đỗ Tiên Sinh tay cầm cần câu, vai đeo vỏ, săng sái đi đến cạnh bờ sông. Ông móc mồi vào lưới câu và thả xuống nước, sau đó nhìn chăm chăm vào mặt sông, hồi hộp chờ đợi. Vẻ mặt vừa căng thẳng vừa thú vị, hình như có con cá lớn đã mắc câu. Cứ nhìn lực bị kéo căng của dây câu và cần câu thì biết. Ông liền giật câu lên, con vật dính câu đã hiện ra trên mặt nước. Gương mặt Đỗ Tiên Sinh từ vui sướng bỗng chuyển qua kinh ngạc khi thấy hoạt cảnh lạ lùng trước mắt. Có thể nói là từ hồi đi câu tới giờ, ông chưa từng chứng kiến qua. Con vật cắn câu không phải là con cá lớn, mà là một ả rùa to. Trên bình rùa còn có mấy con rùa nhỏ, chúng bám chặt bình rùa lớn không buông, do vậy mà đồng loạt bị kéo theo lên hết. Cần câu vừa hạ xuống đất, thái độ của mấy rùa nhỏ giống như vệ sĩ, chúng lập tức bao quanh rùa lớn. Đôi con mắt đen bé nhìn trừng trừng vào Đỗ Tiên Sinh, vẻ rất căng thẳng. Xưa nay ông vốn gan dạ và bình tĩnh, nhưng trước cảnh tượng lạ lùng này, ông chưa biết xử trí ra sao. Thực ra ông cũng từng nghe nói về tánh linh động vật. Đối với những lời đồn, những điều nghe được này, thuở giờ ông không quan tâm và chẳng hề tin,
vì ông luôn cho rằng người ta thích khoa trương phóng đại, bịa đặt ra thôi. Nhưng giờ đây, đối diện với hình ảnh sống động, dưng khó tin trước mắt, ông hoàn toàn bị chinh phục. Những con rùa bé nhỏ này khiến ông nhớ lại thời ấu thơ của mình, nhớ đến thâm tình cha mẹ, anh em, thắm thiết. Ông nghĩ các chú rùa nhỏ này cũng vậy, cũng biết yêu thương và rất muốn bảo vệ tình thâm. Chắc chúng cũng đeo mẹ, thương mẹ, giống hệt như ông hồi nhỏ vậy. Té ra, những động vật bị con người thẳng tay tàn sát kia cũng có linh tính, cũng có tình cảm và đời sống giống y như con người. Lương Tri Đỗ tiên sinh bị đánh thức. Cuối cùng, ông quyết định làm một việc xưa nay chưa từng làm là phóng sinh. Ông lặng lẽ tháo con rùa to khỏi móc câu, thả nó xuống nước. Sau đó, lần lượt thả mấy chú rùa con xuống theo, lòng đầy áy náy, ăn năn. Ông nói với đám rùa, xin lỗi nghe, các ngươi về nhà bình an nghe. Mấy chú rùa nhỏ bơi theo sau mấy chú rùa lớn, trong đó có một rùa con cứ quay đầu lại nhìn ông. Sau đó, Đỗ tiên sinh bẻ gãy cần câu. Kể từ ngày hôm ấy, ông không câu cá và dứt hẳn sát sinh. Hiện giờ, ông là một đệ tử trung thành của Phật giáo. Ông thường kể lại câu chuyện này và khuyên mọi người không nên sát hại sinh vật. Tục ngữ nói, nhân chi sơ tính bản thiện, có nghĩa là bản tính con người ban sơ rất hiền thiện, nhưng tùy theo tuổi tác ngày một lớn và do ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh không tốt, mà tính thiện lành này cũng dần dần bị che lấp, rồi người ta sa vào các việc xấu hồi nào không hay. Những người may mắn thì gặp được cơ duyên khiến họ tỉnh ngộ, sửa đổi và cải ác tùng thiện, khôi phục bản tính trong lành sẵn có. Đỗ tiên sinh chính là một trong số người may mắn này. Chuyện nơi lâm trường. Tại lâm trường Hồng Nhật, huyện Lô Hoắc, tỉnh Tứ Xuyên, có một công dân họ Vương, bình thường ưa câu cá, lúc rảnh thì ra sông câu. Cách câu của anh không giống như mọi người, mỗi khi cá cắn câu, anh kéo cần, tháo cá xong là quăng thẳng lên không, đợi cá té xuống đất, anh mới lượm nó bỏ vào sọt, khiến cho con cá đang sống rơi xuống bầm dập thân thể, không bị chết thì cũng bị trọng thương. Công nhân lâm trường cưa cây xong thường phải dùng cần cẩu vận chuyển gỗ ra lộ. Một ngày mùa thu năm 1979, anh Vương đang chuyển cây thì vô ý té vào chỗ cần cẩu làm việc và bị móc lên theo cùng với cây. Anh hét to nhưng không ai nghe thấy. Anh bị kéo lên cao giữa không. Lúc này công nhân điều khiển máy mới phát hiện ra anh, nên vội vàng cho hạ cần cẩu, nhưng không kịp. Anh đã rơi từ trên cao xuống, té bầm dập, thân thể bị trọng thương, máu tuôn lên láng và anh nằm chết trên đất, giống hệt cảnh các con cá mắc câu bị anh ném lên cao và rơi xuống tắt hơi vậy. Tận mắt chứng kiến vụ này, các công dân đều cho rằng đây là nhân quả báo ứng. Những người ưa câu cá đa số đều sợ hãi và không dám đi câu nữa. Khi mấy mổ hoàn tất. Năm 1997, có một vị kỹ sư tài ba ưu tú đã thiết kế và chế ra một máy mổ heo độc đáo khác người. Nếu đem heo sống bỏ vào miệng máy thì chỉ mấy phút sau, da, lông thịt, xương, huyết, đầu, vân vân, từng phần đều được cắt chia thành phẩm và xuất ra hoàn hảo. Khi máy giết mổ này được lắp ráp thành công, ngày cho máy hoạt động thử thì tất cả ban lãnh đạo và gia đình viên kỹ sư thiết kế máy đều đến dự khán. Kỹ sư đích thân khai máy, biểu diễn cho mọi người xem. Ông tự tin bật công tắc khởi động máy. Lúc ông quay mình bước đi thì y phục bất ngờ bị vướng vào máy, giống như có người kéo giữ lại vậy. Đang dùng tay tháo gỡ thì nơi miệng cổ máy như có một lực cực mạnh hút ông vào thẳng trong máy. Những người đứng xem chứng kiến thảm trạng này đều bàng hoàng hoảng kinh. Một người vội lao tới ngắt điện, nhưng quá muộn, viên kỹ sư đã không còn sống, vì chỉ trong vòng mấy phút
Đúng với tài năng ông thiết kế, máy giết mổ đã nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh và chia chẻ thân ông thành từng phần hoàn hảo, y như ý người sáng chế cài đặt. Máu, thịt, xương, cái đầu, nội tạng đều xuất ra, sắp xếp rất khéo trong thoáng chốc. Các đồng sự của ông chỉ biết sững người đứng ngó, còn gia quyến của ông thì khóc to vang trời. Ai cũng bất ngờ vì sự cố vừa xảy ra, không thể tưởng tượng được chính ông lại là vật thí nghiệm đầu tiên cho cỗ máy giết mổ. Ta có thể thấy lòng ích kỷ không mảy may có chút từ tâm của nhân loại. Giả như vừa rồi rơi vào máy mổ là một con heo, thì tất cả sẽ reo mừng vì thí nghiệm thành công và tuyệt chẳng hề thương tâm như thế. Đại văn hào Mỹ quốc trứ danh Hemingway, lúc ông chết, toàn thế giới đều chấn động và dành cho sự thương tiếc, vì ai cũng cho rằng một nhà văn tài ba nổi danh như thế vì sao có thể tự sát, hơn nữa là dùng súng tự tử. Đối với việc này, người ta cảm thấy vô cùng thắc mắc, không sao hiểu nổi. Thực ra, ông Hemingway lúc sinh tiền rất ưa săn bắn và dùng súng bắn giết vô số động vật. Vì vậy mà cuối cùng ông đã dùng súng để tự giết mình. Nếu nói theo báo ứng nhân quả, thì chẳng phải đây là đáp án hay sao? Cần tử nghiệp đáng sợ. Có một nữ cư sĩ thọ Bồ Tát giới là bà X, trì trai hơn 30 năm. Nửa đời sau của bà toàn là ăn chay lễ Phật. Sau khi bà qua đời, người nhà đến chùa mời sư nhân ba thiết tụng kinh hồi hướng công đức cho bà. Đương nhiên, ngài rất vui vẻ nhận lời. Tối đó, sư nhân ba thiết bỗng thấy một cảnh tượng rất lạ. Có một con heo nái, đẻ mười mấy heo con, lông toàn màu trắng. Trong số đó, có duy nhất một con heo giữa lưng có một khoanh đen. Dù thấy vậy, nhưng nhân ba thiết không để ý lắm. Hôm sau, người nhà bà X lại đến bái kiến nhân ba thiết, thưa rằng: mẹ con ăn chay đã nhiều năm, đã thọ Bồ Tát giới, tâm lại rất tốt. Vậy sau khi bà mất rồi, sẽ sinh về đâu? Chẳng biết có về cõi cực lạc của Phật A-di-đà không thưa thầy? Sư nhân ba thiết đáp: để tối nay, ta xem cảnh mộng ra sao đã. Đêm hôm qua, ta cũng thấy y hệt hôm trước. Con heo đó, ở trong cái chuồng xây gạch nơi làng Ngư Ôn gần đây, ta thấy rất rõ ràng. Ngày thứ ba, anh con trai bà X đến hỏi thăm, nhưng bà thiết không tiện nói rõ, chỉ hỏi: mẹ ngươi trước khi mất, có điểm gì không? Dạ không, lúc gần đi thì bà hôn mê, không có trối trăng gì. Nhưng bà thiết nói: như vậy thì không tốt lắm. Rồi sư nghĩ thầm: thông thường đệ tử Phật tu tinh tấn luôn có dự liệu, hiểu biết sáng suốt. Một người cả đời ăn chay như bà ít, tâm tính tốt, ưa giúp người, lại xuyên cúng dường chùa. Giây phút qua đời là vì sao lại có thể đầu thai làm súc sinh chứ? Lý nào như vậy? Sư nhân bà thí không tiện nói gì với con trai bà ít, chỉ căn dặn: anh hãy quay về điều tra, hỏi thăm cả nhà xem mẹ anh có nói gì trước khi mất không. Bởi vì trước lúc mất, bà vẫn có thời gian tỉnh. Chắc chắn đã từng nói ra, từng nhắc đến cái điều gì đó. Chẳng hạn như những gì bà mong muốn thực hiện mà chưa làm được, nên cứ ôm ấp mãi trong lòng. Anh hãy về nhà và hỏi thử xem. Anh con trai vâng lời về nhà điều tra, mới biết buổi tối trước khi mất 3 ngày, vợ anh đến chăm sóc bà, nghe bà cứ nói mãi: đem con heo đó làm thịt đi, nhanh lên. Đem con heo đó làm thịt đi, nhanh lên. Bà cứ nói tới nói lui như vậy hoài, sau đó mới mất. Nghe quyến thuộc kể lại, sư nhân bà thiết nói: như vậy thì rõ rồi. Ta có thể xác định bà ấy hôm nay rơi vào cảnh giới này hoàn toàn là do lòng cơm giữ mãi tà niệm. Thế là sư nhân ba thiết bảo thân quyến bà X: cách nhà các ngươi khá xa có một ngôi làng tên Ngư Ôn, có một gia đình nuôi heo. Tại đó có một con heo nái vừa mới sinh được một lứa heo.
khoảng mười mấy con. Các ngươi tới đó và sẽ thấy một con heo rất đặc biệt và khác hẳn. Hãy mau mua nó về và ta sẽ quy y cho nó. Ông chưa dám nói thẳng ra đó chính là hầu thân của mẹ họ. Bọn họ đi tìm ba ngày thì đến Ngư Ôn và gặp heo con màu lông y như sư nhân Ba Thiết mô tả. Kỳ lạ hơn nữa là heo con vừa nhìn thấy họ thì chạy tới tỏ vẻ mừng rỡ thân thiện. Thấy thái độ con heo, thân quyến bà X không ai bảo ai đều tự hiểu và thầm đoán đây chắc là mẹ mình. Dù không nói ra nhưng họ rất buồn. Họ nhanh chóng mua con heo đem về chùa thỉnh dân Ba Thiết quy y cho nó. Quy y xong, các con bà bàn bạc muốn đem nó về nuôi. Dân Ba Thiết bảo: không được, đã quy y rồi, cần phải đem nó đến thăm sơn phóng sinh. Các quyến thuộc đều lo sau khi phóng sinh nó sẽ bị các loài thú hung dữ khác ăn thịt. Dân Ba Thiết nói: không lẽ các ngươi muốn nó ở trong xúc đạo hoài hay sao? Người nhà bèn đem nó đi phóng sinh. Phóng sinh rồi chẳng mấy chốc thì nó chết. Heo bớt xong thì sinh vào cõi người. Dân Ba Thiết nói: đây là một bài học cho các ngươi cảnh giác. Mặc dù cả đời niệm Phật ăn chay, nhưng nếu cứ nói lời tà kiến, ôm mãi tâm bất chính không buông, thì cực kỳ nguy hiểm cho phút giây cận tử nghiệp, và bản thân sẽ phải đền trả cho ác niệm của mình. Tà niệm có thể khiến đương sự bị quả báo dội ngược. Khởi niệm muốn hại người hay giật như thế nào thì bản thân sẽ bị hại trước tiên. Vì sao mẹ các ngươi trước khi chết cứ đòi đem heo đi giết? Bởi trong tâm bà cứ ôm mãi một điều, mong rằng lúc cháu trai trưởng kết hôn, bà sẽ làm y theo tập tục của người dân Đài Loan là giết heo mổ dê, tổ chức tiệc cưới linh đình. Đây chính là tâm nguyện mà bà luôn ôm ấp, đeo mang và muốn thực hiện cho hôn lễ của cháu nội. Do nguyện vọng này vẫn chưa thực hiện được, vì cháu nội chưa kết hôn mà bà đã chết, cho nên ý tà còn lưu trong lòng mãi. Vì vậy mà khi lúc hấp hối, ý tưởng nào trong đầu mạnh nhất sẽ dẫn bà đi thọ sinh vào cảnh tương ứng với tâm. Khi gần chết, lòng bà toàn sát niệm, bà không hề tha thiết niệm Phật A Di Đà mong ngày tiếp dẫn. Trong đầu toàn là tâm háo sát, khao khát muốn giết heo. Niệm này ôm ấp đến chín mùi, tà niệm này đã ác hết công đức và thiện niệm cả đời của bà, dẫn đến kết quả bà phải đầu thai làm heo và phải trả báo cho ý niệm háo sát của mình. Rồi sư nhân Ba Thiết kết luận: một đời niệm Phật ăn chay do không buông tà kiến mà bị đọa, cận tử nghiệp rất đáng sợ, các ngươi phải cẩn thận cảnh giác. Thịt rùa ngon. Người Thượng Hải có câu đầu môi như thế này: hiện thế báo, nghĩa là việc làm trong hiện tại trả báo đến ngay hiện đời, chẳng đợi sang kiếp sau mới báo. Ở Thượng Hải có Vương Tiên Sinh, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông khác người. Ông chế nước cặp nồi, dùng nắp đậy kín nồi, trung tâm nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị đồ sôi nung nấu đau không chịu nổi, nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, há miệng thở. Lúc này, ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào miệng rùa, ép nó rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nước gia vị thấm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mảy may nghĩ đến nỗi thống khổ của con rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tâm can, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại khích, thật dã man. Chưa hết, rùa đang hoàn quại đau đớn giãy giụa trong nước nóng, rồi chịu không nổi đổ nước sôi hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường. Thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này Vương Tiên Sinh tàn dẫn lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt, tiêu, rùa bỗng rác cả lồng, vội rút đầu xuống. Cảnh thò thò rụt rụt như thế tái diễn nhiều lần, và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà Vương Tiên Sinh đành tâm giết hại quá tàn nhẫn.
Đồ Vương tiên sinh cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác, thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa, lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn thì thấy cửa thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa vô phương đi xuống. Ông muốn chui ra cửa sổ để bảo tồn sinh mạng, nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể, chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt ngay tại đó, vô phương tiến thoái. Ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến. Lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông bị kẹt nơi song sắt như bị đướng đóng thêm. Ông há to miệng gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ song cửa. Ông bị nước xối bắn vào miệng đau đớn, giống hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài song không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó, có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, Vương Ti Sinh cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của Vương Ti Sinh đã khiến cho ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng quả thực không dối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là Vương Ti Sinh tự khiến mình rơi vào lò nước lửa thiêu nóng. Trong kinh Pháp Cú ghi: yêu nghiệt mà gặp phúc là ác kia chưa chín, đến khi quả ác chín thì tự thọ tội khốc liệt. Vương Ti Sinh nhận thọ quả báo thực khiến cho người ta phải kinh sợ, cảnh ông chết thật là đau đớn khó kham. Phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng tương đương vậy. Mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ mà cẩn trọng. Tình thương con của Khỉ Lông Vàng. Có một hòa thượng 65 tuổi, kể về hồi trẻ, lúc chưa xuất gia rất ưa săn bắn. Ông kể chuyện của mình như sau. Năm 1978, tôi ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Ngày nọ, ba người chúng tôi cùng đi săn, lưng đeo súng, tay thì dắt chó. Đi đến một vùng thọ lâm nọ, thì thấy trên cây có một bầy khỉ lông vàng. Tụi tôi vội vàng nâng súng lên để bắn. Bầy khỉ lông vàng hết sức hoảng sợ, nhưng vì dưới cây có chó săn, nên chúng vô phương đào thoát. Thế là khỉ bị trúng đạn, chết trên cây. Con nào trúng đạn mà chưa chết, thì rơi xuống cũng bị chó săn cắn chết. Lúc này tôi nhìn thấy một con khỉ mẹ đang cõng khỉ con. Tôi vừa chĩa súng vào nó chuẩn bị bắn á, thì thấy khỉ mẹ vội vàng đặt khỉ con xuống một bên. Nó dùng tay chỉ vào con, rồi nhìn tôi xua xua tay, sau đó lại chỉ vào mình nó, ra hiệu như là muốn tôi bắn nó vậy đó. Tôi hiểu ra, khỉ mẹ muốn hy sinh, tỏ ý sẵn sàng chịu chết, và gian xin tôi đừng giết con nó. Tôi bị khỉ mẹ làm cảm động, nước mắt cứ trào ra, vội vàng bỏ súng xuống. Tối đó, tụi bạn nấu thịt khỉ ăn, tôi bị tình huống vừa rồi ám ảnh, nên không muốn ăn. Trong lòng tôi không ngớt tự trách mình, tại sao lại muốn ăn thịt khỉ, tại sao lại nhẫn tâm giết, bán da, xương của nó. Tôi đã sát sinh hại mạng rất tàn nhẫn, trong khi con khỉ vẫn có tình cảm không khác gì con người. Thiệt là tội lỗi. Hòa thượng còn kể, bạn ông có tài thiền xạ, ưa bắn phá tổ chim. Những con chim bắt được, anh ta đem bán hoặc giết dầm rượu. Nhiều vô số kể, anh ta ưa bắt lươn, cá, ếch, rùa, trạnh, thậm chí còn dùng thuốc để đánh cá, giết chúng rất tàn nhẫn. Sau này, bạn ông trên thân nổi một mụn ghẻ rất to, bác sĩ bảo là ung bướu độc. Không những thế, khắp người anh ta còn mọc những mụn bọc nước lớn như trứng bồ câu,
Không bao lâu thì da thịt anh bị thối rữa, nằm trên giường kêu đau đớn. Một đêm mưa to, anh đi ra ngoài, bất cẩn nên té dưới mương mà không ai hay. Sau đó vợ anh đi tìm, thấy xác anh nổi lên có vô số rùa, trạnh, ếch, cá, chim tranh nhau rỉa thịt. Hòa thượng nói: Từ đó tôi bỏ hẳn nghề săn bắn và thầy không sát sinh nữa. Gương mặt ông chìm trong suy tư hối hận. Ông nói tiếp: Tôi mong sao tất cả những người săn bắn đều có thể buông súng xuống, dừng tâm giết hại và hiểu rằng loài vật cũng tham sống sợ chết, cũng có tình cảm yêu thương và hy sinh giống như con người. Tội sát sinh một khi quả báo đến thì rất đáng sợ. Hứa Tiên Sinh. Vợ chồng Hứa Tiên Sinh là thương gia, ngụ ở Mã Lai. Họ có đứa con trai tên là Vũ Hùng. Hùng không chăm chỉ học hành, lại ưa giao du bạn xấu, ngày ngày ở ngoài chơi hoang lưu lỏng. Hứa Tiên Sinh đành cho con đến Anh Quốc học, mong nó lìa xa bạn xấu, may ra nên người. Đến Anh Quốc, Hùng vẫn chứng nào tật nấy, ngày ngày đi khắp nơi tung tiền mua vui. Cho đến khi Hứa Tiên Sinh làm ăn thất bại, kinh tế túng bấn, đành kêu con ngưng học hồi hương. Thế nhưng, thằng Hùng đã nghiền ma túy, không những nó vô phương trợ giúp sự nghiệp cho cha, mà còn đem ngôi nhà và toàn bộ tài sản còn lại của ông bán hết. Ông Hứa buồn rầu sinh bệnh, trước phút lâm chung, ông mới ăn năn sám hối, kể ra một sự thật mà từ trước tới giờ không ai biết như sau. Hồi xưa, ông làm thư ký cho một phú thương, nhưng ông lại có tình ý với vợ chủ nhân. Lần nọ, nhân lúc ông chủ về thăm quê, ông đã giăng bẫy, tạo nên tai nạn xe, khiến chủ nhân chết thảm. Thế là toàn bộ những gì của ông chủ, gồm gia sản của bà chủ, đều rơi vào tay ông. Những gì mong cầu đều đã đạt thành. Ông Hứa và vợ phú thương bèn xa chạy cao bay, đi đến nơi khác xây tổ uyên ương. Một năm sau, họ sanh con, chính là cậu quý tử Vũ Hùng. Và cuối cùng, sau khi tiêu xài hết tiền bạc của cha, Hùng đã đem toàn bộ gia sản của cha bán sạch. Đến nỗi, ngay sau khi cha mất rồi, phía quan tài, Hùng cũng không đủ sức để mua. Mẫu thân y cũng bị ung bú mà chết. Có thể nói, họ Hứa hoàn toàn lâm vào cảnh gia phá nhân vong. Ngọc Lan, một phụ nữ Hoa Kiều, sang Brazil lập nghiệp và đến bệnh viện làm nghĩa công. Sau 3 tháng thọ huấn, Lan được cử đến nhà xác lãnh công tác mà đa số đều sợ và không dám nhận. Lan vốn là đệ tử thuần thành của Phật, bất kể hoàn cảnh người chết ra sao, vô thừa giận, chết thảm, chết oan, chết bất ngờ, vân vân, đều được Lan chăm lo chu đáo. Cô vừa niệm Phật, vừa tắm rửa cho người mất, thay y phục, vân vân. Lan tình nguyện làm việc nghĩa này ròng rã bao năm dài. 10 năm trôi qua, sở làm chồng Lan bị đóng cửa, hai vợ chồng bèn dời đến đô thị tìm công việc mới. Hai vợ chồng bắt đầu buôn bán nhỏ. Không bao lâu thì họ gặp một người bạn thân có hảo ý mời họ làm đại lý cho một cửa hàng bán linh kiện máy vi tính ở Đài Loan. Thế là họ nhận lời. Họ chăm chỉ kinh doanh, công việc dần phát. Mấy năm sau thì họ trở thành tỷ phú. Vị đệ tử Phật này chẳng vì việc làm ăn phát như rồng gặp may mà quên đi bổn phận. Lan vẫn tiếp tục xuất tiền, xuất lực, cúng dường tam bảo, từ viện và đóng góp cho các nhà thương, bệnh nhân và các việc từ thiện trong xã hội. Do hai vợ chồng siêng năng tạo phúc tích đức nên con cái cũng đồng tâm hướng thiện giống cha mẹ. Chúng vừa có hiếu, vừa có tài. Sau khi các con họ tốt nghiệp đại học xong, không những họ có sự nghiệp thành đạt, cống hiến không nhỏ với đất nước, xã hội, mà còn tiếp nối chí nguyện từ thiện của cha mẹ, luôn biết tích đức, tạo phúc. Đọc đến đây,
chúng ta có thể hiểu là nhân nào quả nấy, hành thiện gặp thiện báo, mọi sự là do ta gieo và tự gặt hái. Hy vọng mọi người đều hiểu rõ luật nhân quả, xin tạo duyên lành, nhân lành, sự nghiệp lành, cầu mong ai cũng sáng tâm, huệ pháp, tinh tấn dũng mãnh, giữ gìn thân khẩu ý, lèo lái bản thân đi trong con đường thiện để cuộc sống luôn được hạnh phúc. Con lừa. Mùa thu năm Mậu Ngọ, đời vua Khang Hy Triều Thanh, gia đình Trương Nguyên ngụ ở Bắc Kinh có mua về một con lừa. Tính nó rất hung hăng, không những ưa đá mà còn cắn người nữa. Chỉ có ba cha con Trương Nguyên là cưỡi được nó thôi. Mỗi khi họ cưỡi, nó tỏ vẻ rất ngoan hiền, thuần phục. Nhưng một lần, có vị họ Dương đến mượn con lừa kia cưỡi thử. Thật quái lạ, con lừa ngoan ngoãn để cho ông Dương cưỡi đi. Tối đến, ông Dương nằm mộng, thấy người mặc áo đen nói: "Tôi là con lừa trong nhà Trương Nguyên. Đời trước tôi vay ông 300 đồng mà không trả, nên kiếp này phải bồi thường cho ông. Hôm qua ông cưỡi tôi đi 280 dặm, sáng mai xin ông hãy cưỡi tôi 20 dặm nữa. Như vậy số nợ tôi thiếu ông xem như được trả xong." Ông Dương hỏi: "Vậy người thiếu Trương gia bao nhiêu tiền?" Người áo đen mặt lộ vẻ buồn rầu nói: "Nhiều, nhiều lắm, kể không hết." Ông Dương sau khi thức giấc tìm đến Trương gia mượn con lừa. Đi một đoạn dài thì con lừa bỗng nhảy lên hất ông té ngã. Ông Dương tính toán thấy mình đi vừa đúng 20 dặm, vì vậy mà ông cảm thấy chuyện này thật thú vị, mà con lừa này quả rất đặc biệt. Ông Dương bảo nó: "Bây giờ thì ta đã rõ và tin nguyên nhân ngươi để ta cưỡi rồi. Nhưng hiện giờ chỗ này cách nhà ta 10 dặm. Nếu ngươi không cho ta cưỡi thì làm sao ta trở về được đây? Thôi thì ta tính như vậy. Ta cưỡi ngươi về xong sẽ bỏ ra 10 quan tiền mua cỏ cho ngươi ăn. Ngươi chịu không?" Con lừa đứng đó nhìn ông Dương một hồi lâu rồi đồng ý để cho ông cưỡi về nhà. Báo Phật Ân, quyển 4.